vâng à, chúng ta sẽ đi đến cái phần nội dung đào tạo ngày hôm nay đấy là à, tôi sẽ chia sẻ với quý vị đồng nghiệp về hội chứng ngừng thở khi ngủ thì nội dung trình bày gồm có bốn nội dung một là tổng quan về hội chứng ngừng thở khi ngủ à, tiếp đến đấy là trần đoán và điều trị hội chứng ngừng thở khi ngủ và cuối cùng thì tôi cũng chia sẻ đấy là những cái công việc mà chúng tiền, chúng tôi triển khai ở tại trung tâm mẫu bệnh viện bạch mai à, với cái tiếp cận những cái bệnh nhân về trần đoán và điều trị hội chứng ngừng thở khi ngủ thì cái slide đầu tiên này thì tôi muốn chia sẻ đấy là gì về bệnh lý của giấc ngủ thì chúng ta thấy rằng là người ta chia làm bốn nhóm một là gì mất ngủ hai là những cái rối loạn hô hấp khi ngủ thì trong này sẽ bao gồm một là hội chứng ngừng thở khi ngủ đấy là cái nội dung mà chúng ta chia sẻ với nhau ngày hôm nay tiếp đến là cái hội chứng tăng thông khí hội chứng các vận động chu kỳ ở chi dưới khi mà ngủ rồi hội chứng tăng ngủ chứng ngủ rũ rồi những cái rối loạn nhịp tim khi ngủ thì đây là à, gọi là bốn cái à, cái nhóm bệnh lý chính của giấc ngủ. Đúng không? Chúng ta thấy nghe thì thấy rằng là nó rất là mới và à, chắc là trong cái thời gian tới chúng ta cũng sẽ phải cập nhật về cái bệnh lý giấc ngủ. thì ngủ là một trong những cái gọi là hoạt động rất rất quan trọng của cơ thể. Thế thì à, chúng ta đi vào cái nội dung chính ngày hôm nay đấy là rối loạn hô hấp trong giấc ngủ thì chúng ta sẽ có những cái rối loạn như nào? Một là hội chứng ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn hai là hội chứng ngừng thở trung ương khi ngủ, hội chứng giảm thông khí giảm oxy ban đêm, hội chứng trồng lấp giữa hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và cuối cùng đấy là hội chứng giảm thông khí ở bệnh nhân béo phì thì đây là năm cái nội dung mà đề cập đến là rối loạn hô hấp trong giấc ngủ. Thế và các bạn cũng biết rằng là uh, gần đây thì đã có Uh, có cái hội y học giấc ngủ ở Việt Nam uh, ra đời và giáo sư chủ tịch là giáo sư Dương Quý sĩ thầy là hiệu trưởng của trường đại học cao đẳng y ở Lâm Đồng thì uh, các bạn nếu mà uh, cập nhật mà thông tin uh, để gia nhập cái hội đấy thì chúng ta thấy rằng là hàng tuần uh, cứ mỗi hai tuần thì sẽ có những cái bài giảng uh, cập nhật về bệnh lý giấc ngủ và đặc biệt là uh, các thầy các cô sẽ phân tích rất kỹ về cái rối loạn hô hấp trong giấc ngủ như thế này những cái phần trên mà tôi đã nói và nội dung bài ngày hôm nay thì tôi đề cập đến cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thôi và chủ yếu tập trung vào cái nội dung đấy là hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn. Thì khái niệm về hội chứng ngừng thở khi ngủ thì gồm có là ngủ ngáy này, giảm thở, ngừng thở khi ngủ. Đây là những cái rối loạn rất ngủ rất rất thường gặp. Và rất nhiều các bệnh nhân của chúng ta không được chẩn đoán và điều trị. Thì cái khái niệm một là cái khái niệm ngủ ngáy thì chúng ta thấy rằng là gì khi ngủ thì phát ra tiếng động, đúng không, âm thanh, người ta gọi là ngủ ngáy. và trước đây thì, thì cứ nghĩ rằng là cứ ngủ ngáy ngủ ngáy càng to thì càng khỏe, nhưng mà cái đấy thì rõ ràng là sai lầm, vì sao khi mà ngáy như vậy thì rõ ràng là cái đường thở nó đang bị chặn lại, nó đang bị hẹp lại khi mà ngủ, và khi mà bị chặn bị hẹp lại thì rõ ràng cái thông khí khi ngủ là nó không hoàn toàn tốt và nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của giấc ngủ. Thế thì ngủ ngáy là không tốt rồi, đúng không? Thế còn ở đây chúng ta sẽ có khái niệm tiếp đấy là giảm thở khi ngủ. Thì giảm thở khi ngủ đấy là cái giảm cái biên độ hô hấp ở trên 50% hoặc dưới 50%. Tuy nhiên thì nó phải kèm theo là cái giảm bão hòa oxy máu của bệnh nhân. Tiếp đến là ngừng thở khi ngủ, đấy là ngừng lưu thông khí ít nhất là 10 giây và cái tình trạng giảm lưu thông này nó sẽ dẫn đến giảm oxy máu và giảm đến những cái biến chứng ví dụ như biến chứng về tim mạch biến chứng về mạch não và thậm chí người ta gọi là đột tử khi ngủ thì các bạn thấy rằng là rất nguy hiểm khi mà chúng ta đang ngủ mà ngừng thở là vô cùng nguy hiểm thì đấy là những cái khái niệm mà chúng ta sẽ phải tiếp cận à, chúng ta đi vào cái nội dung đầu tiên đấy là ngừng thở tắc nghẽn ngừng thở tắc nghẽn đấy là xẹp cái đường dẫn khí ở khi mà ngủ và hoạt động gắng sức các cơ hấp để chống lại để làm thế nào cái đường đường dẫn khí nó thông để bệnh nhân tiếp tục thở và cuối cùng đấy là nồng độ oxy trong máu giảm và khi nồng độ oxy máu giảm thì nó làm kích thích não làm cho cơ thể tỉnh giấc và thực hiện cái động tác thở thì chúng ta thấy là gì đối với cả bệnh nhân ngừng thở khi ngủ thì một cái giấc ngủ nó không hoàn toàn là nó gọi là êm dịu yên lành được và bệnh nhân thiếu oxy đấy thì bệnh nhân lại kích thích não làm cho cơ thể từng giấc và người ta gọi là à, những cái gọi là những cái hiện tượng gọi là vi thức tức là à, bệnh nhân phải tỉnh dậy để thở để tiếp tục thở thì với cái hình ảnh này thì chúng ta thấy rằng là bình thường một người ngủ đây đúng không đây là chúng ta minh họa là người ta đang ngủ thì cái đường thở nó phải thông thoáng như thế này và bệnh nhân thì sẽ thở rất là nhẹ nhàng êm dịu và không hề phát ra tiếng động gì thì đấy là người ta nói là không tắc nghẽn thế còn nếu mà ngủ mà Đường thở nó bị hẹp lại do 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 những cái cấu trúc ở đường hô hấp trên này nó chẹn, nó làm cho đường thở nó tắc lại thì sẽ dẫn đến tắc nghẽn đường thở khi ngủ thì dẫn đến cái hội chứng gọi là ngừng thở tắc nghẽn. Và nguyên nhân của ngừng thở tắc nghẽn thì một là khi ngủ thì giảm kích thước về mặt giải phẫu của đường hô hấp trên, ví dụ như là cái amidan rồi tăng khả năng xẹp đường thở trên ở trên thường gặp ở những cái bệnh nhân béo phì do là nó có những cái tổ chức phần mềm ở xung quanh và nó kèm theo cái việc mà khi mà ngủ thì nó làm những cái trương lực cơ của đường thở nó bị yếu đi và làm cho hẹp cái đường thở rồi giảm hiệu quả hoạt động của các cơ giãn của đường đường thở trên thì đây là những cái nguyên nhân mà nó gây nên ngừng thở tắc nghẽn thế và với cái hình ảnh này thì tôi cũng minh họa để các quý vị đồng nghiệp có thể hiểu rõ hơn À đấy là bình thường, cái khoang họng bình thường nó cân bằng, đấy là cân bằng giữa cái thành họng và cái áp lực trong lòng ống uh, thở đúng không? Và cái kích thích của các cơ giãn đường hô hấp trên thì cái đấy là nó cân bằng thì cái đường thở nó sẽ được thông thoáng. Thế còn với bất kỳ các nguyên nhân gì đấy làm cho cái phần mà cái mất cái cân bằng này đi Đấy, ví dụ như là hẹp cái giải phẫu đường hốp trên do cái thừa cái phần mềm ở khoang miệng rồi lưỡi to rồi hàm nhỏ và ra sau và nó làm hẹp cái đường hốp trên và nó lại kèm theo giảm cái hoạt động của các cơ giãn nữa thì cuối cùng là dẫn đến cái cán cân nó nghiêng về cái phần hẹp cho nên sẽ dẫn đến cái xẹp cái đường hốp trên khi ngủ thì sẽ dẫn đến cái uh, tắc nghẽn của đường thở khi ngủ Đấy. và với cái sơ đồ này thì chúng ta thấy là gì nó mô tả à, minh họa một cái hiện tượng ngủ ở những cái trường hợp mà bệnh nhân có ngừng thở tắc nghẽn, đấy là khi mà ngủ, khi mà ngủ và cái đường thở nó bị hẹp lại như thế này. Đúng không? Thế và khi hẹp như vậy thì nó không có thông khí, thông khí thì nó sẽ giảm oxy và tăng CO2. Và khi giảm oxy và tăng CO2 như vậy thì nó sẽ kích thích lên cái trung tâm hô hấp ở trên não. Đấy và những cái cơ ở đường hô hấp trên và làm cho bệnh nhân phải thức dậy. Và thức dậy thì bắt đầu lúc đấy các cơ nó lại co thắt lại rồi thì đường thở nó lại thông thoáng ra, đường thở mở ra và bệnh nhân lại thông khí tốt, làm tăng oxy và giảm CO2. Khi tăng oxy giảm CO2 thì bệnh nhân lại ngủ, ngủ xong nó lại thành một cái vòng xoáy như vậy cho nên sẽ xuất hiện rất nhiều những cái cơn ngừng thở, những cái cơn mà bệnh nhân phải tỉnh dậy tức là gọi là vi thức cho nên là một cái chất lượng giấc ngủ không hề tốt. Vâng thì đây là cái hình ảnh mà khi mà ngừng thở tắc nghẽn như vậy thì chúng ta thấy rằng là vì nó tắc nó bóp nghẹt ở vùng cổ cho nên là chúng ta sẽ thấy không có hiện tượng mà cử động ở ở ngực và ở bụng Đấy. và vẫn có cái luồng khí mà qua mũi vì bệnh nhân vẫn hít vào Đấy. tuy nhiên là không có cái cử động ở ngực và ở bụng và khi luồng khí qua mũi nhưng mà nó lại bị chẹn luôn ở nó tắc nghẽn luôn ở ở đường hô trên trên tiếp đến là có một cái khái niệm nữa gọi là ngừng thở trung ương thì cái nguyên nhân của nó không xuất phát từ sự tắc nghẽn của đường hô hấp trên mà do bất thường của trung tâm điều khiển hô hấp khiến não không phát ra các tín hiệu cho các cơ quan kiểm soát các hoạt động về thở ấy thì cái này là cái mà mình phải tìm các nguyên nhân đều là ngừng thở khi ngủ nhưng mà nếu mà nó xuất phát từ trung tâm điều khiển thì người ta sẽ nói là à, do trung ương và trên lâm sàng chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ xuất hiện ở những cái bệnh nhân mà có bệnh ở não như là tai biến mạch máu não u não chấn thương sọ não hoặc là những cái bệnh lý suy tim nó cũng có những cái feedback ngược nó ức chế cái trung tâm hô hấp cho nên là bệnh nhân sẽ có ngừng thở và tiếp đến là trên bản ghi đã ký thì bệnh nhân không có cử động ngực bụng vì là nó không có cái điều kiện của cái gắng sức hô hấp. Thì cái này là cái sự khác nhau giữa ngừng thở uh, uh, tắc nghẽn và ngừng thở trung ương. Đó, thì đây là chúng ta thấy là không có cái cử động ngực và cử động bụng. À, tiếp đến là uh, đầu tiên là đây chúng ta nói đến cái... Uh, Uh, ngay phần đầu chúng ta thấy là nó cũng rất là phức tạp về các bệnh lý của giấc ngủ, rồi uh, các bệnh lý của rối loạn hô hấp trong khi ngủ và cuối cùng đấy là trong cái bài ngày hôm nay là chúng ta nói về hội chứng uh, ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn. Uh, về dịch tễ thì chúng ta thấy rằng là trên dịch uh, trên uh, các nghị, thống kê các nghiên cứu thì thấy là cái tỷ lệ mắc ngừng thở khi ngủ là nó không hề 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 nhỏ ở tất uh, cả các nước ở trên thế giới và cái tỷ lệ này thì nó tùy thuộc vào từng cái cái đặc điểm về chủng tộc học rồi đặc biệt là cái về những cái thói quen ví dụ như ở những cái nước mà có cái dân số có nhiều cái yếu tố nguy cơ như là béo phì tăng cân thì cái tỷ lệ thở khi ngủ nó rất là nhiều ở Việt Nam chúng ta thì sao ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là ở một cái nghiên cứu ở trong rất là nhiều những cái điểm nghiên cứu ở trên toàn quốc được công bố thì chúng ta thấy rằng là 5% dân số trưởng thành ở Việt Nam là có ngừng thở khi ngủ và với cái chỉ số ngừng thở khi ngủ là 15 trên 15 đấy là cái mức độ mà gọi là à, trung bình rồi. À, trong đấy thì gặp nhiều ở nam với tỷ lệ là 7% và nữ là 3%. 18% gì dân số than phiền về mệt mỏi bất thường. Tức là tại sao mình lại nói đến mệt mỏi bất thường? Vì là khi mà ngủ mà cái chất lượng giấc ngủ nó không tốt thì ngày hôm sau không có một cái cơ thể khỏe mạnh, một cái tinh thần thoải mái để 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 để, để làm việc được. Cho nên là sẽ thấy mệt mỏi. 24% than phiền là có buồn ngủ ban ngày. Tức nghĩa là gì? Cái chất lượng ngủ buổi tối nó không tốt Nó sẽ dẫn đến cái hậu quả buồn ngủ ban ngày Và đây cũng chính là một trong những triệu chứng Để các bác sĩ tầm soát sàng lọc Những cái bệnh nhân mà có nguy cơ bị ngừng thở khi ngủ Và 50% những cái bệnh nhân mà Ở trong đối tượng nghiên cứu thì thấy là Có cái điểm mà AHI tức là cái chỉ số Ngừng thở khi ngủ trên 15 Có điểm ép uất bất thường thì cái này là cái mà đối với cả những 50% những cái bệnh nhân mà có ngừng thở khi ngủ thì được phát hiện bằng cái bảng điểm Epworth thì cái này là cái mà nói đến phần này thì các bạn chưa hiểu rõ lắm nhưng mà phần sau chúng ta sẽ giải thích là tại sao một trong những cái slide này tôi muốn chia sẻ đấy là cái rào cản trong chẩn đoán và điều trị vì chúng ta cũng biết rằng là trong cái buổi học hôm nay tôi nhìn trên màn hình thì là có 37 các đồng nghiệp và các đầu cầu thì chúng ta cũng thấy rằng là không phải là nhân viên chúng ta, y tế chúng ta hiểu về cái bệnh, về trần đoán cũng như là về điều trị. và với cái việc mà chúng ta chưa biết nhiều về cái bệnh như vậy thì cái nhận thức của cộng đồng thì rất nhiều người không nhận ra được các triệu chứng cũng như là mức độ nặng và như vậy suy ra là gì, rất nhiều các bệnh nhân hội chứng ngừng thở khi ngủ không được trần đoán và không được điều trị. tiếp đến là nhân viên y tế chúng ta, đúng không thì chúng ta thấy rằng là nhân viên y tế chúng ta các tuyến thì không thường xuyên hỏi về thời lượng và chất lượng giấc ngủ hoặc là sàng lọc những cái bệnh nhân mà có hội chứng ngừng thở khi ngủ rồi tiếp đến là một cái rào cản nữa là về kinh tế về quản lý chăm sóc thì rõ ràng nước ta một cái nước đang phát triển thì chúng ta thua kém hơn rất nhiều so với các nước phát triển về cái việc mà chi trả của bảo hiểm cũng như là đặc biệt là những cái theo dõi chẩn đoán điều trị của những cái bệnh nhân mãn tính thì cái này là cái mà cái rào cản hiện tại của chúng ta trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân hội chứng ngừng thở khi ngủ mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn và hậu quả khi mà bị ngừng thở khi ngủ như vậy tức là đường thở nó không thông thoáng nó giảm oxy như vậy thì những cái hậu quả gì về sinh bệnh học nó sẽ xảy ra À, để mà nói để mà nó phân tích thì chúng ta phải mất rất rất nhiều buổi à, tuy nhiên chúng ta sẽ, à, sẽ 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 tóm gọn lại trong cái slide này và các bác sĩ lâm sàng chúng ta sẽ thấy phiên sang rằng là À, với cái việc hậu quả sinh bệnh học của chứng ngừng thở khi ngủ như vậy thì những cái bệnh nhân mà có các bệnh lý đồng mắc thì những cái hậu quả nó sẽ rất là nặng nề đối với chuyển hóa thì khi mà có cái tình trạng mà thiếu oxy khi ngủ như vậy thì sẽ dẫn đến cái tình trạng kháng insulin rồi dẫn đến những cái rối loạn chuyển hội chứng chuyển hóa tăng cân đi tiểu đêm nhiều và ảnh hưởng đến cái chức năng về tình dục về tim mạch thì sẽ làm tăng huyết áp rối loạn nhịp tay biến mạch máu não nhồi máu cơ tim suy tim về hành vi thì rối loạn nhận thức hay quên dễ cao khát khó tập trung già trước tuổi trầm cảm những cái nguyên nhân khác là buồn ngủ tai nạn đau đầu thay đổi hành vi theo hướng tiêu cực và với cái hậu quả sinh bệnh học như vậy thì tôi cũng thấy rằng là các đồng nghị, nghiệp sẽ tưởng tượng ra là gì nếu mà những cái bệnh lý mà uh, bệnh nhân của chúng ta mắc những cái bệnh lý thường xuyên phải đến gặp chúng ta ví dụ như tăng huyết áp ví dụ như đái đường uh, ví dụ như là bị uh, tai biến mạch máu não bị uh, bệnh lý mạch vành nhiều máu cơ tim mà lại đồng mắc một bệnh uh, gọi là hội chứng ngừng thử khi ngủ tắc nghẽn thì làm sao là rõ ràng là chúng ta điều trị uh, về bệnh lý nền không chưa đủ và chúng ta phải giả soát, chúng ta phải tầm soát, chúng vậy ta phải sàng lọc hội chứng ngừng thở khi ngủ thì chúng ta mới chọn được cái phác đồ điều trị tối ưu cho bệnh nhân được. Đấy, và với cái slide này thì chúng ta thấy rằng là hội chứng ngừng thở khi ngủ sẽ ảnh hưởng lên chuyển hóa bằng cái gì? Cái cơ chế đấy là tăng đề kháng insulin, giảm dung nạp đường và trầm trọng hơn bệnh nhân đái tháo đường. cho nên là chúng ta thấy rằng là đối với bệnh nhân chúng ta vào với chẩn đoán điều trị đái tháo đường thì chúng ta phải tầm soát bệnh nhân này có bị hội chứng ngừng thở khi ngủ hay không vì nếu mà chúng ta chỉ mải mê về việc là phát đồ điều trị đái tháo đường thì quên mất hội chứng ngừng thở khi ngủ thì nó sẽ khó khăn trong điều trị. rồi đối với giả hệ nội tiết thì khi mà hội chứng ngừng thở khi ngủ sẽ kiểm soát khó kiểm soát việc thừa ăn và làm tăng nguy cơ béo phì, đúng không? và cái béo phì thì sẽ gây rất nhiều bệnh thừa cân mất kiểm soát đường máu và nặng hơn. À, rồi à, nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng là hội chứng ngừng thở khi ngủ là một yếu tố nguy cơ độc lập liên quan đến đề kháng insulin không dung nạp à, đưa insulin và đái tháo đường. À, một cái slide này thì chúng ta thấy rằng là gì tần suất đồng mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ với các bệnh lý mắc tị mãn tính thì đây là gì đái tháo à, bị tăng huyết áp 35% số tăng huyết áp là có hội chứng ngừng thở khi ngủ nhé rồi tăng huyết áp mà kháng trị tức là mặc dù là cứ đổi thuốc huyết áp ví dụ tăng liều thuốc huyết áp nhưng mà không có hiệu quả thì ở đây chúng ta phải tầm soát vì 80% trong số này là gì có hội chứng ngừng thở khi ngủ 33% bệnh nhân là bị đái tháo đường 35% đái tháo đường là có hội chứng ngừng thở khi ngủ và béo phì thì là 77% Đúng không? Thì đấy là cái mà những cái con số để chúng ta thấy rằng là rõ ràng Cái thông điệp đưa ra là những cái bệnh lý uh, về tim mạch Những cái bệnh lý về chuyển hóa của chúng ta Hoặc là những cái dấu hiệu trên lâm sàng là chúng ta phải tầm soát Về hội chứng ngừng thở khi ngủ Những người hội chứng ngừng thở khi ngủ sẽ nguy cơ với các tình huống Đấy là vì là một cái giấc ngủ không có chất lượng Cho nên là buồn ngủ và nó tai nạn trên đường đi tăng từ 3 đến 7 lần À, những cái bệnh lý tim mạch những cái tai biến về tim mạch gấp 3 lần bệnh lý mạch vành 5 lần những cái rối loạn nhịp tim ở người trên 6, uh, dưới 650 tuổi là hai lần tử vong do suy tim mãn tức là đã bị các bệnh lý nguyên nhân gây suy tim rồi nhưng bị hội chứng ngừng thở khi ngủ thì nó làm tăng nguy cơ tử vong lên 3 lần và trầm cảm tăng 2.6 lần đúng không? thì cái uh, slide này thì tôi cũng muốn chia sẻ đấy là cái nguy hại của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ đối với cả À, những cái cuộc sống về xã hội và đặc biệt là những cái bệnh lý mãn tính đấy, và cái slide này thì chúng ta nói đến cái việc mà gọi là cái um, ảnh hưởng của chứng ngừng thở khi ngủ đối với cuộc sống hàng ngày à, gia tăng nguy cơ về tai nạn, đúng không? Chúng ta đã nói ở trên rồi đấy, tai nạn lao động này khi mà à, đi lái ô tô à, vì buồn ngủ đấy, và những cái tai nạn trên đường đi rồi à, giảm cái hiệu suất làm việc, đúng không? thì chúng ta thấy rằng là nó gia tăng nguy cơ tai nạn giảm hiệu suất của nhân viên Vắng mặt và nghỉ do bệnh tật Thì cái này là cái mà chúng ta thấy rằng là Một trong những cái mà chúng ta phải rất quan tâm Rồi tiếp đến là người ta điểm danh những cái bệnh lý Đấy là ví dụ như tăng huyết áp Thì gặp rất nhiều rồi chúng ta nói rồi Số loạn nhịp tim, dung nhĩ, suy tim, rồi suy thận dối loạn thần kinh cơ thì đây là những cái bệnh lý mà uh, mãn tính và rất là nặng nề và chúng ta thấy rằng là nó liên quan đến hội chứng ngừng thở khi ngủ uh, tiếp đến là cái yếu tố nguy cơ nữa là tuổi thấy gì càng nhiều tuổi thì cái tỷ lệ mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ nó càng nhiều vì cái này nó liên quan đến cái việc mà cái trương lực cơ của các cơ ở vùng đường hấp trên Đấy. thế thì ở đây chúng ta cũng thấy rằng là ở một cái nghiên cứu được công bố thì chúng ta thấy rằng là À, nếu mà à, hội chứng ngừng tim nghi ngủ khoảng 8% ở người từ 20 đến 44 tuổi, 20% ở lứa tuổi từ 45 đến 64 và trên 65 là khoảng 25%. Tuy nhiên là ở đây là một cái nghiên cứu mà chúng ta chỉ có giá trị à, tham khảo thôi. thế thì cái này là chúng ta sẽ 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 thấy rằng là cái nguy cơ à, khi mà tăng theo lứa tuổi rồi giới tính thì nam giới thì hay gặp hơn ở nữ giới. À, rồi bệnh cũng có À, khuynh hướng của gia đình tức là cái này là cái mà chúng ta thấy rằng là cái việc tầm soát của chúng ta thì chúng ta phải quan tâm đến vì nó liên quan đến về giải phẫu về trương lực cơ rồi thông khí rồi có cái tính về di chuyển hút thuốc lá uống rượu uống rượu bia rồi thuốc an thần đúng không? À, và nghề nghiệp văn phòng thì đây cũng đã được chứng tỏ đây là những yếu tố nguy cơ của chứng ngừng thở khi ngủ và hậu quả đây một cái slide này chúng ta thấy rằng là có rất nhiều các nguyên nhân uh, nó sẽ hậu quả nó sẽ rất nặng nề nếu mà chúng ta không điều trị hội chứng ngừng thở khi ngủ đúng không? Thế thì đấy là tóm tắt trong cái này thôi về bệnh lý tim mạch uh, rồi thì uh, về uh, chất lượng uh, cuộc sống mà đặc biệt là đái tháo đường thì chúng ta thấy rằng là chúng ta phải tầm soát chúng ta phải chẩn đoán và điều trị hội chứng ngừng thở khi ngủ thì mới giúp được cho uh, bệnh nhân của chúng ta À, tôi đi vào phần thứ hai đấy là chẩn đoán của hội chứng ngừng thở khi ngủ thì đối với cả các nhân viên y tế thì chúng ta sẽ phải chú ý những cái điểm là những cái bệnh nhân đối tượng như thế nào thì chúng ta phải sàng lọc khi khám sức khỏe thì những cái phần trên tôi đã nói rồi về yếu tố nguy cơ và đặc biệt nữa là những cái tỷ lệ về các bệnh đồng mắc thì một là bây giờ mình cũng phải hỏi về cái giấc ngủ của chúng ta đúng không? trước ấy chỉ hỏi ví dụ bệnh nhân đến hô hấp thì hỏi bác có ho khó thở khạc đờm không thì cái này là cái mà chúng ta phải quan tâm đến là xem giấc ngủ như thế nào bác có ngủ được không ngoài bên cạnh đấy ví dụ bác ăn được không bác đại tiểu tiện như thế nào thì bây giờ phải hỏi về giấc ngủ câu hỏi thứ hai là gì à, à, là bạn có hài lòng về giấc ngủ của bạn không tiếp đến là bạn có buồn ngủ ban ngày hay không đúng không? vì đêm mà bị hội chứng ngừng thở khi ngủ thì sẽ buồn ngủ ban ngày thì đấy là hai cái câu hỏi mà chúng ta phải hỏi về giấc ngủ À, tiếp đến là chúng ta phải tầm soát ở những cái yếu tố nguy cơ ví dụ như là béo phì à, tiền sử gia đình có người mắc tăng huyết áp kháng trị rồi những cái bệnh lý của tim mạch và đái tháo đường thì như phần trên tôi đã chia sẻ là tại sao lại như vậy vì cái tỷ lệ phần trăm đồng mắc của chứng ngừng thở khi ngủ với cái nhóm bệnh này và đặc biệt nữa là gì các khuyến cáo của những cái nước phát triển ấy thì người ta cũng thấy rằng là những cái đối tượng nguy cơ cao à, khi mà lái xe ví dụ như là những cái người mà lái xe uh, chuyên nghiệp ấy là người ta phải tầm soát và một trong những cái tiêu chí mà để cấp bằng lái xe ở các nước phát triển ấy đấy là người ta phải xem là loại trừ bệnh nhân hội chứng ngừng thở khi ngủ hoặc là buồn ngủ ban ngày và những cái tai nạn giao thông xảy ra như ông ông bị tai nạn giao thông rồi vào phải đi khám xem ông này có bị một trong những nguyên nhân đấy là ông có buồn ngủ không và ông đâm người ta hay không uh, đây là một cái slide giới thiệu về triệu chứng giống như là chúng ta chẩn đoán thì chúng ta phải hỏi triệu chứng thì người ta sẽ có triệu chứng về ban đêm và triệu chứng về ban ngày và một trong những cái mà chúng tôi gặp cái rào cản khi mà uh, hỏi bệnh nhân uh, khi mà khai thác triệu chứng ấy thì thường bệnh nhân mà tất cả bị sao cả đúng không ban đêm đúng không vì sao vì ngủ ngáy ngủ đâu biết mình có ngáy hay không tuy nhiên là cũng có người biết là ngáy thứ hai nữa là cái cơn ngừng thở được chứng kiến thì ngủ thì không biết là bị ngừng thở và ở đây thì cái cơn ngừng thở bị chứng kiến mình phải hỏi những cái người mà ngủ cùng nhưng mà cũng khó khăn là có ông ngủ một mình là mình cũng, cũng biết được đúng không rồi bệnh nhân bị nghẹt thở và thở gấp ngủ không ngon giấc và đặc biệt là đêm thức dậy rất nhiều lần tức là người ta một cái chất lượng giấc ngủ không tốt triệu chứng ban ngày vì một cái giấc ngủ mà nó bị không tốt như vậy bị luôn luôn bị chẹ cổ bị hẹp cái đường thở không cung cấp đủ oxy thì ngày hôm sau triệu chứng ban ngày của bệnh nhân đấy là gì thức dậy thì không hề thấy thoải mái, thấy đau đầu khi thức dậy, buồn ngủ ban ngày và buồn ngủ ở đây là buồn ngủ ở bất kỳ những cái tình huống nào và những cái câu hỏi, những cái bảng câu hỏi mà tầm soát ấy, thì bác hỏi là, thì bác có buồn ngủ không, bác buồn ngủ lúc nào ví dụ đang họp mà buồn ngủ thì đấy là một trong những dấu hiệu hoặc là đang xem tivi, đang đọc báo tự nhiên rơi cả bài báo khi đi ngủ thì đấy là cái dấu hiệu của buồn ngủ, giảm tập trung chú ý, tai nạn và ngủ gật khi làm việc thì cái này là cái mà chúng ta phải, đây là những cái triệu chứng và để mà phát hiện những triệu chứng này thì nó sẽ có những cái rất rất nhiều các thang điểm, những cái bảng điểm để đưa ra những cái câu hỏi để sàng lọc với các bệnh nhân những cái bảng điểm mà đến thời điểm hiện tại thì nó đã 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 được ghi nhận có giá trị và được khuyến cáo trong các hướng dẫn để sàng lọc đấy là cái bảng điểm về ép uất bộ câu hỏi berlin bảng điểm stotland dụng cụ sàng lọc bốn cái chỉ số đơn giản và bảng điểm buồn ngủ stanford thì đây là những cái bảng điểm mà các bác sĩ chuyên khoa À, sẽ sàng lọc trên bệnh nhân để mình đưa vào cái đối tượng để mình chẩn đoán. Đấy, thì bây giờ tôi chỉ ví dụ những cái thang điểm về FBT để anh câu hỏi là có buồn ngủ, đang đọc uh, sách báo thì buồn ngủ không? đang xem TV, đang ngồi yên ở một nơi công cộng tức là không có người để nói chuyện trao đổi đúng không? À, rồi đang ngồi trên xe hơi, xe đò chạy liên tục không nghỉ trong vòng một giờ đồng hồ tức là kiểu đang lái xe mà một giờ mà thấy buồn ngủ, đang nằm nghỉ trưa, đang ngồi nói chuyện với ai, đang ngồi nghỉ ngơi sau khi dùng bữa không có bia rượu. À, và đang ngồi tức là không phải lái mà đang đang lái nhưng mà dừng lại vài phút ở chỗ kẹt xe hoặc là đèn đỏ. Thì có rất nhiều người hiểu chứng ngưng thở khi ngủ, đợi đèn đỏ cái là lại rơi vào giấc ngủ luôn. Đấy thì đây là một cái bảng câu hỏi mà mình đánh giá để 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 hỏi tầm soát yếu tố nguy cơ bằng điểm Berlin về đánh giá về cái chất lượng giấc ngủ. Thì đây là cái ví dụ để các bạn hiểu rằng là các bác sĩ người ta sẽ có những bộ câu hỏi để sàng lọc. Khám lâm sàng ở những bệnh nhân này thì chú ý cái gì? Một là béo phì, và tăng kích thước vòng cổ, vì tăng kích thước vòng cổ nó lộ ra bên ngoài thì chứng tỏ là có cái tổ chức phần mềm nó lỏng lẻo ở bên trong và với khi mà ngủ và với cái việc mà nó giãn cơ thì nó sẽ làm hẹp cái đường hô hấp trên thì cái này là cái việc mà béo phì, tăng kích thước vòng cổ và đặc biệt là chỉ số BMI mà từ 25 trở lên thì đấy là một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta bắt buộc phải đo để chẩn đoán hội chứng ngừng thở khi ngủ. À, một cái những cái dị dạng những cái gọi là uh, gọi là những cái uh, thay đổi về mặt giải phẫu của vùng sọ mặt, vùng tay máu họng, thì tôi liệt kê ra ở đây, đấy là những cái trường hợp mà bệnh nhân bị thiểu sản ở hàm trên, hàm nhỏ hoặc là ra sau, thì với cái việc mà dị dạng của hàm như vậy, rồi răng vầu, à, nghiến răng, thì đây là những cái dị dạng nó làm cho cái cấu trúc của đường hô hấp nó không được thông thoáng, đường hô hấp trên không được thông thoáng, và khi mà ngủ lại cộng theo những cái gọi là, à, những cái hiện tượng xảy ra khi ngủ thì sẽ dẫn đến cái tình trạng mà à, gọi là hẹp đường thở khi ngủ rồi vùng tay mũi họng thì thấy những cái dị dạng sập van mũi lệch tắt ngăn rồi viêm mũi rồi polyp mũi thì những cái này nó cũng làm cho cái đường thở nó bị tắc nghẽn rồi tăng sinh của va lưỡi to amiden to lưỡi gà dài phù nề rồi dày thành hầu hai bên thì đây là những cái đặc điểm về giải phẫu của vùng tay mũi họng những cái bệnh lý của vùng tay mũi họng mà chúng ta phải tầm soát để chúng ta điều trị cái căn nguyên khi mà chẩn đoán hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn, cho nên trong cái phần khám lâm sàng của bệnh nhân hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn thì bao giờ cũng phải có những cái thăm dò về vùng sọ mặt và rồi khám tai mũi họng và thừa cân béo phì thì BMI từ hai năm trở lên là nguy cơ mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ. Ủa, sao đấy? Vâng xin lỗi các bạn, nó đang bị lỗi một chút. Vâng, wow. thì đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng là nếu mà người béo thì cổ nó to và người ta khuyến cáo là nếu mà vòng cổ của nam mà trên 43 và nữ là trên từ 38 trở lên thì đấy là nguy cơ cao mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ những cái bất thường của cấu trúc mũi đúng không? chúng ta thấy là nó lệch vách ngăn rồi nó polyp vân vân đây khám miệng và hậu họng thì cái này là cái mà chúng ta thấy rằng là các bác sĩ lâm sàng các bác sĩ tai mũi họng sẽ giúp chúng ta đánh giá cái sự thông thoáng của đường thở đây đấy là đây là chúng ta thấy là lưỡi gà và đặc biệt là cái amidan, đúng không? Chúng ta thấy rằng là với cái amidan như thế này, với cái đường thở như thế này, thế thì khi ngủ thì chắc chắn là nó sẽ tắc nghẽn. thì cái việc mà tầm soát khám uh, tay mũi họng đối với cả bệnh nhân mà ngủ ngáy uh, amidan thì chúng ta thấy rất là quan trọng. và đây, thì đây là một cái bất thường ở đường hô hấp. chúng ta thấy hai amidan to đùng đây, đúng không? và cái đường thở nó bị kẹt lại như thế này, thì khi mà ngủ thì nó sẽ rất là khó thì ở đây có một cái thang điểm gọi là thang điểm Lam party và các bác sĩ về chuyên khoa về giấc ngủ sẽ rất là quan tâm và sẽ đề nghị các bác sĩ tai mũi họng để đánh giá bốn cái thang điểm này và với cái độ 4 đây thì chúng ta thấy rằng là cái vùng đường thở chúng ta sẽ không nhìn thấy đấy là vùng hầu họng bị tắc nghẽn rất nhiều rồi lưỡi gà bị che khuất và với cái cấu trúc giải phẫu như vậy và kèm theo khi mà ngủ nữa thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ không có cái thông thoáng đường thở và sẽ bị hội chứng đường thở khi ngủ thì cái này là cái vì là cái thời gian nó cũng không cho phép cho nên tôi cũng không không thể nào mà phân tích kỹ về phần này nhưng mà các bạn nhớ đến cái thang điểm malampeti và nó đánh giá cái sự thông thoáng của đường thở đây thì đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy gặp trên đời thường chúng ta cũng gặp những cái bệnh nhân mà thấy cái hàm sau nó hàm của bệnh nhân nó nhỏ và nó tụt lại phía sau những bệnh nhân này thường là hay có răng hô đúng không? Thế thì ở cái việc mà nó cái hàm sau nó bị tụt lại như vậy và khi ngủ thì cái đường thở nó sẽ cũng bị tắc lại. Để trần đoán thì người ta sẽ có kỹ thuật người ta gọi là đo đa ký giấc ngủ để đánh giá xem là khi bệnh nhân ngủ thì có tắc nghẽn thì cái gì nó sẽ xảy ra thì đây là cái đa ký giấc ngủ thì nó sẽ rất có rất nhiều những cái kênh một là đánh giá xem là cái giai đoạn giấc ngủ thì người ta sẽ phải làm điện não à, khi ngủ thì sẽ có cái chuyển động của mắt người ta sẽ phải làm điện nhãn rồi à, ngáy thì nó sẽ di động của cằm cho nên người ta sẽ làm điện cơ cằm à, thiếu oxy sẽ làm dối loạn nhịp tim làm điện tim tắc nghẽn sẽ ảnh hưởng đến cái dòng thở người ta sẽ phải đánh giá cái dòng thở uh, qua mũi à, rồi người ta đánh giá cái tiếng ngáy rồi thể hiện sự gắng sức đấy là người ta sẽ đo cái cử động ngực bụng khi mà bị bóp nghẹt thì bao giờ cũng có cái cử động ngực bụng gắng sức đối với cả trường hợp mà ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn còn đối với trung ương thì não nói là không ngủ cho nên chúng ta sẽ thấy là không có cử động gắng sức khi mà, mà, mà thở đúng không ạ thì cái này là cái để chúng ta đánh giá độ báo hòa oxy để nếu mà trong hợp tắc nghẽn chắc chắn oxy nó sẽ giảm và cuối cùng đấy là sự liên quan giữa cái chuyển động của chân với cái Uh, uh, cái tắc nghẽn của đường thở cho nên là người ta sẽ làm và điện cơ ở càng chân thì các bạn thấy rằng là gì là giới thiệu sơ qua để các bạn không phải là các bác sĩ chuyên khoa thì các bạn cũng nắm được đấy là người ta sẽ phải uh, chỉ định cái kỹ thuật đó đa ký giấc ngủ để chẩn đoán uh, hội chứng ngừng thở khi ngủ với rất nhiều những cái thông tin thì đây là cái hình ảnh mà uh, trong cái uh, những cái labo giấc ngủ của cái các bệnh viện ấy, người ta sẽ phải làm đấy là đây là cái hình ảnh mà các kênh để mình đo đây là cái dây để đánh giá uh, cử động ngực bụng rồi uh, đo dòng oxy qua mũi đúng không cái điện cơ ở cầm uh, rồi nhãn uh, gọi là điện nhãn rồi uh, đo spo2 thì đây là cái mà uh, tôi muốn giới thiệu để các quý vị đồng nghiệp nắm được tiếp đến là chúng ta sẽ uh, có cái kỹ thuật thứ hai để chẩn đoán đấy là đa ký hô hấp tại lúc này chúng ta bỏ cái điện não đi đúng không? Và lúc đấy chúng ta sẽ đo tiếng ngáy, đo cái uh, lưu lượng thở qua uh, khí luồng khí qua mũi, rồi cử động của ngực, của bụng, đo độ bão bảo oxy. Thì cái này các bạn thấy là nó đơn giản hơn. Tuy nhiên là để chẩn đoán uh, chắc chắn thì uh, chúng ta sẽ phải đo đa ký giấc ngủ. Thế thì ở đây người ta cũng khuyến cáo là gì? Uh, đo đa ký hô hấp thì vẫn được chỉ định, nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà nó không rõ, uh, AHI tức là cái chỉ số ngừng thở nó À, dưới 30 thì chúng ta cần à, cân nhắc là đo đa ký giấc ngủ thì cái này là cái mà có hai cái kỹ thuật đo đấy là giấc ngủ và hô hấp để chúng ta chẩn đoán xác định hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn à, và đây là một cái kết quả của một à, kết quả đo đa ký giấc ngủ thì chúng ta thấy rằng là à, có điện não để à, các bác sĩ sẽ đánh giá được cái giai đoạn của giấc ngủ à, rồi cái giai đoạn ví dụ bệnh nhân đang ngủ mà bệnh nhân thức dậy đúng không ở à, đây rồi cử động của mắt rồi cử động của chân rồi tiếng ngáy, cử động bụng, cử động ngực, độ bão hòa oxy. thì đây là những cái thông số mà uh, sẽ ghi lại trong cái ban đêm khi mà bệnh nhân uh, được đo đa ký giấc ngủ. thế và tôi cũng uh, bổ sung thêm đấy là để đo đa ký giấc ngủ, để đo đa ký hô hấp thì chúng ta uh, sẽ vào những cái gọi là trung tâm để chẩn đoán giấc ngủ đấy là một cái phòng ở trong bệnh viện để chúng ta đo. Đấy, đa ký hô hấp thì nó dễ dàng hơn các bạn có thể là đo tại nhà cũng được, uh, vì nó có cũng uh, cái kênh nó ít hơn nhưng mà nếu mà đa ký giấc ngủ thì chắc chắn là phải vào bệnh viện đấy và với những cái kết luận của điện não với kết luận của cử động của ngực của chân rồi tiếng ngáy rồi lưu lượng khí cử động ngực của độ bụng và độ bão oxy thì người ta sẽ giúp để chẩn đoán xác định hội chứng ngừng thở khi ngủ và để tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng ngừng thở khi ngủ thì người ta sẽ có ba theo cái hiệp hội giấc ngủ của thế giới thì đến cái thời điểm này thì chúng ta thấy rằng là chẩn đoán hội chứng ngừng thở khi ngủ người ta sẽ dựa vào các tiêu chuẩn A B C A là các dấu hiệu buồn ngủ ban ngày quá mức không giải thích được các lý do khác ví dụ như là uh, buồn vì người yêu chia tay chẳng hạn mất ngủ thì đấy là những cái lý do mà người ta mất ngủ đúng không nhưng mà vẫn ngủ được cả đêm nhưng mà lại buồn ngủ ban ngày ít nhất hai trong số các triệu chứng sau mà không giải thích được dụ ngáy nặng này cảm giác nghẹn hoặc gạt thở trong khi ngủ ngủ Uh, mệt mỏi ban ngày khó tập trung rồi đi tiểu nhiều lần thì chỉ cần hai trong những cái số uh, trong các, các những triệu chứng này thì đây là cũng là một trong những cái dấu hiệu để chúng ta thấy đây là uh, để giúp cho trần đoán tiếp đến là tiêu chuẩn để trần đoán trong đa ký hô hấp cũng như đa ký giấc ngủ có các uh, biểu hiện của ngừng thở và giảm thở và uh, khi ngủ đấy là uh, 5 lần trong một giờ Đấy, ví dụ chẳng hạn như chúng ta đo 6 tiếng mà thấy có độ khoảng 40 mươi cơn ngừng thở khi ngủ đấy là chúng ta thấy rằng là cái tiêu chuẩn để chẩn đoán rồi còn nếu mà à, chỉ số ngừng thở giảm ngủ mà dưới năm thì cái này là cái mà chúng ta có thể loại được là 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 bệnh nhân này không bị ngừng thở khi ngủ và mức độ nặng ở đây thì chúng ta cũng chẩn đoán là có nhẹ trung bình và nặng và giống như cái bệnh nào khác đấy chúng ta đánh giá giai đoạn à, mức độ để chúng ta có những cái can thiệp về điều trị thì nếu mà à, nhẹ đấy là từ chỉ số ngừng thở khi ngủ đấy từ 5 đến 15 cơn ngừng thở giảm thở khi ngủ trong một giờ. Trung bình là từ 15 đến 30 và nặng đấy là trên 30 và những cái đối tượng nặng này thì những cái hậu quả của ngừng thở khi ngủ nó rất rất nặng nề. Chúng ta sẽ đi đến phần điều trị của hội chứng ngừng thở khi ngủ thì bao gồm là gì? mình phải điều trị theo nguyên nhân, đúng không, ví dụ chẳng hạn như bệnh nhân bị thừa cân béo phì, nó làm cho cái tổ chức lỏng lẻo ở vùng đường hấp trên này nó bị nhiều lên và nó làm cho cái cơ lực nó yếu đi, cho nên chúng ta phải gì giảm cân xuống, đúng không, nếu mà bmi trên sai nhầm là sẽ phải can thiệp những biện pháp giảm cân, rồi những cái nguyên nhân của tay mũ họng răng hàm mặt thì chúng ta sẽ có những cái can thiệp, ví dụ như là cái hàm nó bị tụt ra đằng sau thì chúng ta sẽ phải có những cái dụng cụ hỗ trợ hoặc là chúng ta phải phẫu thuật để đẩy hàm ra là phía trước. Rồi những cái can thiệp ở tay mũi họng ví dụ những cái dị dạng ở màn hầu, ví dụ như là lưỡi gà dài hoặc là amedan thì chúng ta phải can thiệp. Rồi tiếp đến là điều trị tư thế thì chắc chắn là các bạn cũng biết rằng là nếu mà với những hình ngáy ấy, nằm nghiêng, thì cái đường thở nó sẽ được thông thoáng hơn khi mà chúng ta nằm ngửa vì toàn bộ cái phần cấu trúc giải phẫu của đường hô hấp trên ở phía trước nó sẽ đổ ra đằng sau và nó sẽ làm bẹp cái đường thở lại cho nên điều trị tư thế đấy là đối với cả những cái trường hợp mà có hội chứng tư ngược tắc nghẽn thì những cái biện pháp làm cho bệnh nhân nằm nghiêng và cuối cùng đấy là bệnh nhân thở máy và không xâm nhập thì đây là năm cái phác đồ điều trị can thiệp ở bệnh nhân có hội chứng ngừng thở khi ngủ chúng ta sẽ đi vào từng cái nội dung một và với cái phác đồ này thì chúng ta cũng thấy rằng là đầu tiên là chúng ta được trần đoán sau đấy chúng ta sẽ chọn phác đồ điều trị thì một trong những cái điều trị chủ yếu đấy là chúng ta sẽ phải tư vấn cho bệnh nhân thở máy cpap tức là một cái thở máy không xâm nhập với cái uh, cơ chế đấy là nó sẽ đẩy khí vào trong đường thở và khi đẩy khí như vậy thì nó sẽ giúp cho cái đường thở đang bị tắc nghẽn nó gì nó mở ra và khí nó lưu thông được thì với những cái trường hợp đấy là chúng ta phải chỉ định thở máy nếu mà trong trường hợp bệnh nhân không đồng ý thở máy Thì chúng ta sẽ phải uh, điều trị những cái uh, thay thế khác Ví dụ như là phải giảm cân uh, Rồi uh, thiết bị trong miệng hoặc là ngoại khoa Để điều trị những cái dị dạng về giải phẫu Và những cái điều trị can thiệp khác Thì giảm cân đúng không ạ Chúng ta cái này là chúng ta cũng sẽ đi qua rất nhanh thôi Thì cái này là cái mà chúng ta thấy rằng Phải tập thể dục và chế độ ăn đều đặn Thì cái này là cái mà bắt buộc chúng ta phải làm Đối với những cái bệnh nhân mà có hội chứng ngừng thở khi ngủ Mà do sở béo phì và giảm cân thì ngoài cái chế độ ăn, ngoài cái tập luyện thì ở đường đây chúng ta thấy rằng là phải phẫu thuật cắt dạ dày nếu mà trong trường hợp là bệnh nhân béo quá đúng không? BMI trên 40. Đấy, à từ 35 đến 40 rồi bạn nếu mà dưới 35 mà lại có những cái bệnh lý đồng mắc mà chúng ta thất bại trong các biện pháp giảm cân khác thì chúng ta phải phẫu thuật cắt dạ dày rồi cái dụng cụ đẩy hàm dưới đúng không thì đây là những cái dụng cụ của nha khoa các bác sĩ gia khoa sẽ giúp cho chúng ta những cái dụng cụ để chúng ta đẩy cái hàm ra phía trước Đấy, thì người ta gọi là dụng cụ trong miệng Đấy, thì đây là những cái hình ảnh mà các bác sĩ nha khoa sẽ can thiệp để làm nào cái hàm dưới nó được đẩy ra trước và nó sẽ không cản trở cái đường thở tuy nhiên nó cũng rất nhiều các tác dụng phụ thì ở đấy trên đây là liệt kê những cái tác dụng phụ như là nó vì là mình can thiệp vào cái vị trí giải phẫu cho nên là bệnh nhân sẽ có đau khớp thái dương hàm, đau cơ, đau răng, tăng tiết nước bọt, khô miệng, thay đổi khớp cắn và một trong những cái trên thực tế đấy là người ta rất khó chịu đúng không? đang ngủ, tự nhiên lại bị tống một cái dụng cụ ở trong miệng thì cái này là cái một trong những cái rào cản làm cho uh, bệnh nhân sẽ khó khăn khi mà uh, sử dụng cái dụng cụ này rồi phẫu thuật, đúng không, ví dụ như là ở bệnh nhân này có cái hàm nó tụp sau đây, thì khi mà phẫu thuật để, để đưa cái xương hàm ra đằng trước, ở à đây là gọi là can thêm một ít xương đây, đúng không, chúng ta đẩy ra đằng trước, thì cái khuôn mặt nó thay đổi như này và chúng ta cũng thấy rằng là cái phần tổ chức lỏng lẹo ở đây nó sẽ đỡ đi và bệnh nhân sẽ dễ thở hơn khi ngủ rồi can thiệp tai mẫu họng, ví dụ như là amidan to tướng như này, đúng không nó to nó chèn nó béo ngậy như này và nó chèn vào cái đường thở chúng ta phải cắt đi thì đường thở nó mới thông thoáng được điều trị tư thế đúng không thì ở đây chúng ta thấy rằng là đây là để tránh những cái bệnh nhân mà nằm ngủ tư thế nằm ngửa và xuất hiện uh, ngừng thở khi ngủ và chúng ta thấy rằng là nó chỉ áp dụng với những trường hợp mà không có béo phì thôi Thế những cái bệnh nhân có thể là rất gầy nhưng mà bệnh nhân cái 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 đường thở nó bị lỏng lẻo cho nên là khi mà nằm ngửa thì thì đường thở nó bị đẹp lại và chúng ta cho bệnh nhân nằm nghiêng thì đây là chúng ta thấy là những cái thiết bị này làm cho bệnh nhân uh, đeo vào khi mà ngủ và nếu mà bệnh nhân ngủ mà quên mất là nằm ngửa ra thì nó sẽ làm cho bệnh nhân nhắc bệnh nhân lại nằm nghiêng nha thì đây là những cái mà chúng ta thấy là can thiệp để điều trị tư thế rồi thở máy không xâm nhập thì đây là những cái hình ảnh mà thở máy CPAP đây một cái máy thở rất là gọn nhẹ thôi và bệnh nhân khi mà 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 mà, mà bị cái hội chứng ngừng thở này thì sẽ phải đeo máy vào và nó sẽ giúp cho cái áp lực dưng liên tục trong đêm để mở rộng cái đường thở ra và nó sẽ phải chỉ định trong những hợp nào? Đấy là khi mà bệnh nhân có uh, gọi là ngừng thở khi ngủ mức độ nặng, chỉ số AHI -E trên 30 lần một giờ và có đặc biệt nữa là nó ảnh hưởng đến cái chất lượng giấc ngủ tức là uh, bệnh nhân có cái chỉ số vi thức dậy tức như là uh, bệnh nhân phải uh, thức dậy để 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 thở ấy, giống như lúc nãy ấy, có một cái quy trình mà tôi đã nói rồi, tức là bệnh nhân bị ngạt thở xong phải dậy uh, để lắc lắc vài cái xong bệnh nhân lại thở lại được đấy, và những cái triệu chứng của bệnh nhân thì nặng nề thì cái này bắt buộc phải chỉ định bằng thở máy và chúng tôi với trên thực tế khi mà chúng tôi triển khai cái labo giấc ngủ này thì chúng tôi cũng thấy rằng là nếu mà chúng ta có những cái cách tiếp cận chúng ta giải thích cho bệnh nhân thì bệnh nhân cũng dễ dàng chấp nhận điều trị và đặc biệt đây là một cái giải pháp điều trị mà nó rất là triệt để và giúp cho triệu chứng cải thiện cũng như là hết cái chỉ số à, à, dừng thở, cả ngủ khi khi ngủ thì đây là cái hình ảnh mà bệnh nhân trên thực tế đây là bệnh nhân thở máy đúng không? Đây là cái mát cho bệnh nhân và đây là cái máy thở. À, trên đây là tôi muốn trình bày về cái chẩn đoán và điều trị à, ngừng thở khi ngủ và tôi cũng à, xin giới thiệu về cái quy trình chẩn đoán và điều trị ổ chứng ngừng thở mà hiện tại chúng tôi đang triển khai và với những cái kinh nghiệm thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là sẽ có rất nhiều những cái bệnh viện mà được quan tâm, được uh, triển khai cái kỹ thuật này để chẩn đoán cho bệnh nhân. Thế và nếu mà trong uh, và qua bài giảng này thì tôi cũng hy vọng rằng là các đồng nghiệp ở các tuyến cũng hiểu thêm về uh, những cái yếu tố nguy cơ của bệnh, những cái triệu chứng của bệnh và những cái phương án điều trị cho bệnh nhân. Và nếu mà có điều kiện thì sẽ gửi đến chỗ chúng tôi vì chúng tôi cũng đang triển khai rất là tốt cái uh, cái cái cái, cái uh, để chẩn đoán và điều trị cái bệnh lý này. Thế thì À, đối với cả những cái trường hợp mà bệnh nhân đến khám, đúng không? Đặc biệt là những cái đối tượng mà yếu tố nguy cơ về chỉ số BMI, về 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 về, về những cái bệnh lý đồng mắt ấy, thì chúng ta sẽ phải dạt uh, uh, cho bệnh nhân đánh giá những cái bộ câu hỏi sáng lọc để phát hiện các triệu chứng, uh, để phát hiện những cái yếu tố nguy cơ hậu quả, rồi chúng ta sẽ đánh giá khám là mẫu họng, khám răng hàm mặt, rồi đánh giá những cái thang điểm để tìm những cái yếu tố nguy cơ và đối với cả những cái bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ thì chúng ta sẽ chẩn đoán bằng đa ký hô hấp, đa ký giấc ngủ. Sau đấy thì với những cái trường hợp bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định rồi thì chúng ta điều trị. Và cuối cùng là gì? Với những cái bệnh nhân mà được điều trị thì bắt buộc phải theo dõi định kỳ. Thì cái này là cái mà sơ đồ uh, triển khai quản lý bệnh nhân hội chứng ngừng thở khi ngủ. À, đối với tất cả những cái bệnh nhân mà hội chứng ngừng thở khi ngủ như phần trên tôi đã chia sẻ đấy là à, bệnh nhân có những cái bệnh lý đồng mắc và đặc biệt là những cái nguyên nhân về tai mũi họng à, về à, những cái bệnh lý rối loạn chuyển hóa cho nên là bắt buộc những cái bệnh nhân này chúng ta phải có một cái hồ sơ bệnh án đầy đủ về khám tai mũi họng khám răng hàm mặt à, rồi đo huyết áp làm điện tâm đồ siêu âm tim thử đường máu à, rồi tìm những cái rối loạn về mỡ máu khi máu động mạch nếu mà trong trường hợp bệnh nhân mà có béo phì, có nghi ngờ mà là có đồng mắc với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đúng không? thì đây là những cái bi lăng mà chúng tôi sẽ làm đối với cả tất cả những cái bệnh nhân mà nghĩ đến là bệnh nhân bị hội chứng ngừng thở khi ngủ và chúng tôi cũng có xây dựng cái quy trình đấy là từ lúc mà bệnh nhân có nghi ngờ hội chứng ngừng thở khi ngủ thì được các bác sĩ khám giải thích để chỉ định cái kỹ thuật đo đúng không? Và bệnh nhân mà đồng ý vào rồi thì chúng ta phải làm các xét nghiệm cận lâm sàng như phần trên chúng ta đã trình bày. Sau đấy thì tiến hành là đo đa ký giấc ngủ. Đo đa ký giấc ngủ xong đấy thì đưa đến những cái thông tin cho bệnh nhân để chốt lại cái việc mà đo cho bệnh nhân như thế nào, những hướng dẫn cho bệnh nhân thủ tục ra làm sao. Vì khi mà đo như thế này thì phải đến bệnh viện đúng không? chúng ta phải hướng dẫn bệnh nhân những cái kỹ thuật về những cái gọi là hướng dẫn về mặt hành chính nhập viện cho bệnh nhân và đo tại uh, trung tâm. Tuy nhiên thì có một cái đấy là gì? rất nhiều các bệnh nhân của chúng ta là có các bệnh lý đồng mắc, ví dụ như là tim mạch, ví dụ như là uh, nhiều máu cơ tim, rồi bệnh lý mạch vành, rồi tai biến mạch máu não. Cho nên là ở đây chúng tôi cũng xây dựng cái quy trình để làm nào bệnh nhân đến đo phải được theo dõi thế thì trước mắt là chúng tôi cũng chưa có những cái gọi là rất chuyên nghiệp như là camera hoặc là có những cái nhân viên y tế theo dõi uh, liên tục uh, trong trong đêm thì uh, chúng tôi cũng lựa bằng cách để là có thể cho người nhà ngủ cùng tuy nhiên cái này cũng là một cái mà nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của bệnh nhân tuy nhiên là bên trên thực tế thì chúng tôi cũng thấy rằng là để an toàn thì chúng tôi vẫn cho người nhà một người nhà vào cùng với cả bệnh nhân uh, tiếp đến là gì chúng tôi cũng uh, muốn là các đồng nghiệp của các chuyên khoa, mặc dù ở chỗ chúng tôi thì là một cái bệnh viện mà có rất nhiều các chuyên khoa và các bác sĩ cũng chuyên khoa sâu, tuy nhiên cũng không phải là các đồng nghiệp mà ở tất cả các chuyên khoa đều quan tâm đến hội chứng ngừng thở khi ngủ này thì chúng tôi có đến hội trần với các chuyên khoa và giới thiệu về cái kỹ thuật này đối với cả các bác sĩ chuyên khoa để các bác sĩ chuyên khoa sẽ tầm soát những cái bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ sau đấy thì gửi đến chỗ chúng tôi để chúng tôi đo đa ký và chúng tôi cũng phải có một cái bộ phận để xếp lịch cho bệnh nhân Tại vì hiện tại thì cái chỉ định rất là nhiều Cho nên là nếu mà đồng nghiệp mà có gửi đến bệnh nhân cho chúng tôi Thì chúng tôi cũng sẽ có những cái số điện thoại liên hệ Để làm thế nào để, để thuận lợi nhất cho bệnh nhân Hẹn ngày giờ và đặt đo Cũng như là sau khi các bác sĩ đo rồi Các bác sĩ tư vấn thì sẽ có một cái lịch hẹn cho bệnh nhân Cho bệnh nhân để chẩn đoán Rồi tiếp đến là đối với cả những cái bệnh nhân mà được chẩn đoán xác định đã có chỉ định để thở máy không xâm nhập thì chúng tôi cũng xây dựng những cái quy trình để theo dõi tại vì uh, trên thực tế thì các bạn biết rằng là uh, có những cái bệnh nhân bị triệu chứng ngừng thở khi ngủ rất nặng nhưng mà người ta cũng khó chấp nhận cái điều trị đặc biệt là khi ngủ lại đeo một cái máy thở đúng không? đấy thì cái này là cái mà uh, chúng tôi cũng thường gặp phải cho nên là chúng ta cũng sẽ phải kiên trì để tư vấn cho bệnh nhân và đặc biệt là với cái bệnh nhân thở máy như vậy thì chúng tôi đã, đã xây dựng cái quy trình để uh, tái khám cho bệnh nhân sau một tuần ví dụ khi bắt đầu tư vấn cho bệnh nhân dùng máy này sau một tuần uh, thì bắt buộc là bệnh nhân phải đến khám lại để xem bệnh nhân có những cái uh, xem là dung nạp với cái thở máy như thế nào uh, bệnh nhân thở được bao nhiêu tiếng rồi thì uh, bệnh nhân có khó chịu gì khi thở hay không tại vì mỗi một bệnh nhân thì nó có những cái đặc điểm riêng Đấy. sau đấy thì chúng tôi cũng có định kỳ khám và đặc biệt nữa là gì ở trong cái máy thở của bệnh nhân ý, thì nó có một cái thẻ nhớ và mỗi một lần đến khám như thế này thì các bác sĩ sẽ đánh giá đọc cái thẻ nhớ và trong cái thẻ nhớ đấy thì nó sẽ có những cái thông tin ví dụ như là với cái việc đeo máy thở như vậy thì đã kiểm soát được cái chỉ số ngưng thở giảm thở chưa tuân thủ thở máy như thế nào vì có ông ngày 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 thở ngày không thở rồi áp lực đã ổn chưa và cái mát thở như thế nào thì cái này là cái mà chúng tôi xây dựng một cái quy trình mà rất là tốt để có thể theo dõi tốt cho bệnh nhân và nó đồng thuận giữa trong cái nhóm những cái bác sĩ mà khám rồi tư vấn và điều trị bệnh nhân hội chứng ngừng thở khi ngủ thì cái này là cái mà chúng tôi đã cũng xây dựng một cái quy trình mà rất là, là 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 chuẩn rồi để làm nào giúp cho bệnh nhân chúng ta được theo dõi một cách tốt nhất và để kết thúc cái bài trình bày của mình thì tôi có hai cái video gửi đến cho các quý vị đây là một cái video của một cháu bé 7 tuổi và bạn ấy đến với chúng tôi vì là bố mẹ nhìn thấy cái 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 cái, cái, cái hiện tượng của cháu khi mà ngủ và bố mẹ sợ lắm vì sao vì cháu nó ngủ ngáy rất là to và đặc biệt là cảm giác là nó cứ bị cái bóp nghẹt ở trong cổ này đúng không tiếng ngáy các bạn thấy không nó dồn dập nó ngắt quãng và đặc biệt là trông cháu nó ngủ đây này rất là nặng nhọc cái thì rất là nặng nhọc thế và trong trường hợp này thì là cháu bé này là khi mà khám thì thấy rằng là cháu bị một cái amedan rất là to nó chẹn ở trong đường thở giống như cái hình ảnh mà minh họa ấy. thì cái này là cái mà nếu mà bố mẹ mà quan sát được như thế này thì thấy rằng là nó rất nguy hiểm đúng không? và cháu và chúng tôi quan sát thì khi mà cháu nó bị nhẹ như này thì môi nó tím lại và cái nồng độ oxy nó xuống rất là thấp Vâng. Và đây là cái hình ảnh video thứ hai của một bệnh nhân béo phì, các bạn thấy không? Béo phì đây. Ông ấy thở máy đấy. Thở máy, bệnh nhân này béo nặng quá không thể nằm nằm để ngủ được. Và vẫn khi mà thở máy như vậy thì vẫn còn những cái cơn ngừng thở tồn dư. Đấy. Và mình bắt buộc là phải điều chỉnh cái máy thở. Bệnh nhân này thì các bạn thấy một cái hình dạng mà rất điển hình của bệnh nhân hội chứng ngừng thở khi ngủ béo phì này ngồi nhá thở máy nhá mà bệnh nhân thấy là cái giấc ngủ người ta cũng rất là không yên đúng không đấy, những cái bệnh nhân này rất khổ đấy rất thương và rõ ràng với cái hình dạng này các bạn có gặp ở đời thường không có và những cái bệnh nhân này chắc chắn là bị hội chứng ngừng thở khi ngủ đấy cho nên rất nhiều những trường hợp bệnh nhân của chúng ta có những bệnh lý đồng mắc ví dụ như là bệnh lý về tim mạch bệnh lý tiểu đường mà người ta bị đột tử ấy mà không tầm soát tốt cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì bệnh nhân sẽ sẽ tử vong đây thì đây là một cái ca lâm sàng của chúng tôi Đấy, chúng tôi vào chúng tôi uh, được khám được tầm soát một bệnh nhân nam chỉ có 57 tuổi thôi làm nghề nghiệp là kinh doanh gia lâm hà nội bệnh nhân này có tiền sử tăng huyết áp 10 năm tức là bắt đầu từ năm 47 tuổi và bệnh nhân đã bị tăng huyết áp rồi và cái sàng lọc của chúng tôi đấy bệnh nhân đến khám vì buồn ngủ ngủ gật nhiều trong ngày và thường xuyên phàn nàn vì cái chất lượng cái công việc nó bị giảm sút vì mất tập trung về khám lâm sàng thì cơ năng là có buồn ngủ và thường xuyên ngủ gật vào ban ngày kể cả lúc làm việc đi xe và cái bảng câu hỏi ép hút và lúc nãy tôi có trao đổi về cái việc mà mình đánh giá là ngủ ở cái tình trạng nào và trong cái hoạt động hàng ngày thì ép tận 19 điểm về thực thể thì bệnh nhân cao 1m75 nặng 80 cân và BMI là 26, vòng cổ là 43. Và đặc biệt nữa là bệnh nhân ngủ ngáy rất là to và cơn ngừng thở quan sát được. Tức là vợ bệnh nhân nói rằng là vợ anh ấy ngủ mà em không dám ngủ vì cứ cảm giác như là anh ấy bị cái gì chẹn ở cổ ấy. Xong anh cứ vẫy vùng và anh ấy tỉnh dậy thì đây là cái cơn ngừng thở quan sát được. Và trên lâm sàng cái này là rất rất quan trọng đây. Chúng ta sẽ hỏi những người ngủ cùng để chẩn đoán kết quả đo đa ký hô hấp thì bệnh nhân có cái chỉ số ngừng thở giảm thở khi ngủ là 61 cơn trong vòng một tiếng các bạn thấy kinh khủng không tức cứ, cứ một phút một phút lại có một cơn ngừng thở khi ngủ và cái độ bão hòa oxy thấp nhất đấy là 78% ta có những lúc oxy người ta 78% thì các bạn thấy tưởng tượng là trên những cái bệnh nhân mà nhiều tuổi trên những cái bệnh nhân mà có bệnh lý nền và oxy thấp như vậy thì rõ ràng là 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 bệnh lý Uh, nó sẽ rất rất nặng nề nếu mà chúng ta không tầm soát ngừng thở khi ngủ và đây là những cái kênh uh, để đánh giá về uh, như ra nó đã chia sẻ đấy là về điện não về cử động ngực bụng về độ bão hòa oxy uh, chúng ta sẽ uh, đi uh, tiếp uh, tức là chúng ta đây là cái xét nghiệm về chuyên sâu rồi chúng ta cũng không có thời gian để chỉ cho nhau và với bệnh nhân này thì chúng tôi chẩn đoán là hội chứng ngừng thở khi ngủ tăng nghẽn mức độ nặng chỉ số ASI là 61,2% phần trăm Thời gian trung bình của cơn ngừng thở là 28 giây, tức là gần nửa phút. Thời gian cơn ngừng thở dài nhất là 72,5 giây, tức là hơn một phút ông ấy chạy thở gì cả. Và độ bão hòa oxy thấp nhất là 78%. Và bắt buộc bệnh nhân này phải điều trị thở máy với cái áp lực là dao à, động từ 4 đến 12 cm nước khi ngủ và cái chế độ để auto CPAP tức nghĩa là một cái chế độ điều chỉnh áp lực mà nó rất là auto dựa vào và từng cá thể bệnh nhân và đây là một cái khuyến cáo điều trị à, Trong bệnh nhân hội chứng ngừng thở khi ngủ. Theo dõi sau thở máy một tháng thì những cái chỉ số chúng tôi đánh giá đấy là bệnh nhân hết các triệu chứng ngủ gật và buồn ngủ ban ngày, ngủ ngon hơn, không bị thức dậy ban đêm vì cảm giác ngộp thở và điểm epox lúc trước là 19 thì bây giờ chỉ còn 4 điểm. Và đặc biệt nữa là AHI tồn dư chỉ có 2.7 trên 1 giờ, tức là như thế này là coi như là người bình thường rồi, đúng không? Và bệnh nhân này tuân thủ điều trị 95% và thời gian trung bình thở máy là 7.2 giờ một đêm các bạn thấy không đây là một cái gọi là cái quy trình nó sẽ ghi lại trong cái thẻ nhớ và mình có những cái thông tin và với cái thông tin đưa này chúng ta thấy rằng rất là yên tâm là gì chúng ta điều trị rất là tốt cho bệnh nhân vâng thì trên đây là toàn bộ cái phần mà trong cái thời gian mà nó không được dài nhưng mà tôi cũng muốn chia sẻ với các quý vị đồng nghiệp ở các đầu cầu về một cái bệnh lý mà chắc chắn là trên lâm sàng rất nhiều bệnh nhân của chúng ta đã bị bỏ sót không được chẩn đoán không điều trị và nếu mà bệnh là lý này không chẩn đoán không được điều trị tốt thì rõ ràng chất lượng cuộc sống của bệnh nhân rõ ràng cái đời sống thêm của bệnh nhân của chúng ta kể cả người khỏe mạnh cũng như là những người mà mà có bệnh lý nền các bị, bệnh lý đồng mắc rất là nặng như là tim mạch, à, mạch não rồi đái tháo đường à, à, rồi rất nhiều các bệnh lý à, khác nữa nó sẽ làm nặng nề hơn rất nhiều và cũng hy vọng rằng là à, với những cái thông tin mặc dù nó không những cái công thông tin những kiến thức à, với cái thời lượng nó không được nhiều tôi cũng chia sẻ để các quý vị đồng nghiệp quan tâm đến một cái hội chứng ngừng thở khi ngủ, một cái bệnh lý mà rõ ràng là không hề hiếm gặp và trên lâm sàng à, để chúng ta à, cùng nhau để chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân và à, phần trình bày của tôi đến đây là hết xin à, trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của các quý vị đồng nghiệp và các đầu cầu